Rồi, xin chào mấy anh chị cô chú ha. Thì hôm nay em sẽ báo giá lại ba cái khuôn lục giác lùn này cho mấy anh chị cô chú ha. Thì qua năm 2021 thì em báo giá lại cho mấy anh chị cô chú. Thì đây là có ba kiểu lục giác lùn mấy anh chị. Nó gọi là lục giác lùn hoặc là lục giác bầu. Đó, để lên chân quỳ hết rồi. Thì lục giác lùn nhỏ nhất là lục giác lùn 45. Lục giác lùn cái này khuôn nhựa ABS thì mình tính phủ bì nha mấy anh chị. Thì lục giác lùn nhỏ nhất này là 45. Phủ bì là 45, cái tiếp theo là 55 và cái to nhất là 65. Cái này nó có cái tới cái 85 lận, nhưng mà 85 bên nhà sản xuất họ không bán ra thị trường. Họ để họ bán. Thì đó thì chỉ có bán ra ba mẫu này thôi. Thì hôm nay em sẽ làm clip báo giá lại năm 2021 là em sẽ báo giá lại cho mấy anh chị để mình có biết mình lựa chọn mình mua mình về mình làm ha. Thì đầu tiên em báo cái lớn nhất đi. Cái lớn nhất này là lục giác lùn 65 ha. Bên em gọi là lục giác lùn. Còn có mấy chỗ gọi là lục giác bầu nó cũng giống nhau thôi. Thì đây là nó có ba kiểu thôi. Đây là kiểu lục giác này là kích thước này là 65 để chung để cái chân quỳ 65 nè, chân này là chân của nó luôn á. Quỳ 65 cái lục giác 60 thì ké cái chân này nè. Thì chiều cao thì em cũng không có đo, không có thước ở đây cũng không nhớ lắm, nhưng mà nhớ mang máng đo mang máng mình chỉ cái chân này tầm 25 nè. Cái chân thì cái chân quỳ cao tầm 25. Cái chậu thì ướm ướm chắc tầm khoảng 40 á. 40 25 nên là cái chậu này nguyên cái chiều cao luôn chân là khoảng 65. Còn cái chậu không phủ bì là cái chậu không phủ bì là 65 cm đó, chiều cao 65 65 á, nó na ná nhau đó, tương đương á. Thì cái chậu lục giác lùn 65 này nó có hai loại, nó có ba loại hoa văn mình có thể sử dụng là sáu mặt sen hết nè. Đây là hoa sen nè, đó hoa sen đưa giùm tấm kìa. Đây đây là mặt sen nè, một tấm thôi đó. Đây là tấm hoa sen ha, nhựa của nó thì khá dày nè, anh chị nhìn cái cạnh của nó nè đó. Đó, nhựa nó thì khá dày ha. Này hàng Việt Nam nha mấy anh chị, hàng Việt Nam có lòng trong đầy đủ hết. Một hoa sen nè, hoa văn hoa sen nè, hoa văn cây tùng nè ha. Mình thích thì sáu mặt sen, sáu mặt tùng, hoặc mình không thích á thì mình sẽ phối, mình phối ba mặt chữ nè, ba mặt chữ phúc lộc thọ nè đó, tiếng Việt ha, chữ thư pháp tiếng Việt, chữ phúc chữ lộc chữ thọ, phối với ba mặt tùng hoặc phối ba mặt sen. Thì mấy anh chị mua thì mấy anh chị cứ thích phối với nào thì đọc cho em, phúc lộc thọ phối tùng hoặc phúc lộc thọ phối sen, hoặc là sáu mặt tùng hoặc là sáu mặt sen thì mấy anh chị báo. Thì tất cả đều có lòng trong đầy đủ hết, kể cả chân quỳ cũng có lòng trong. Đây lòng trong của nó nè, nó còn cái đáy lòng trong nữa mà ráp sơ thôi nên không có ráp đó. Mấy anh chị ráp cái lòng trong vô ha, sáu mảnh ghép lại lòng trong của nó là ghép, nhưng mà khi mình về bắt ốc vô thì nó liền hết, nó liền khít hết. Thì mình cứ để vậy mình đổ thôi, lòng trong nó cũng khá dày, nó dày hơn lòng trong Trung Quốc đó. Thì khuôn Việt Nam luôn chân quỳ. Rồi ok, về báo giá cho anh chị ha. Lục giác 65 lùng này giá bây giờ là 1 triệu 900 ngàn, 1 triệu 900 ngàn bao ship tặng Long Sơn Nu Phin ha. Tôi dùng Long Sơn kìa. Long Sơn Nu Phin thì nó có giá từ 79 ngàn 95 ngàn ký tùy theo màu. Thì nó có khoảng mười mấy 20 màu gì đó. Mấy anh chị có thể chọn màu xanh đỏ tím vàng tùy. Đó là về lục giác 65 ha, lục giác bầu 65. Là em báo lại ha, lục giác bầu 65. Lục giác bầu 65 phúc lộc thọ phối tùng hoặc phối sen. 1 triệu 9 bao ship tặng một lon sơn láng mịn Dofin. Rồi tiếp theo là tới cái chậu này. Chậu này là lục giác lùn. Lục giác lùn kích thước là phủ bì là 55 cm. Cái chân này thì nó chắc nó lùn hơn bên kia xíu. Cái chân quỳ bên kia 25 thì cái này chắc tầm khoảng 22. Nó cao, cái chân cao tầm 22. Còn cái chậu này hình như cao tầm khoảng 25 cm. Nó ná vậy đó. Nó tầm rơi vào tầm 40 mấy á, chiều cao luôn chân là tầm 40 mấy á. 40 mấy 50 á. Còn còn phủ bì của nó là 55 cm. Loại này loại lục giác lùn 55 này nó chỉ có một loại hoa văn thôi nha mấy anh chị. Hiện tại chỉ có một loại hoa văn thôi. Là loại hoa văn là hoa văn cây tùng thôi, sáu mặt cây tùng thôi. Lục giác bầu 55 thì hiện có một loại hoa văn là cây tùng thôi. Báo giá cho mấy anh chị ha. Thì lục giác lùn 55 này là giá hiện tại là 1 triệu rưỡi bao ship. 1 triệu rưỡi bao ship tặng một lon sơn láng mịn Dofin ha. Thì cũng chọn màu thoải mái từ 79 ngàn 95 ngàn đến 105 ngàn luôn á. Màu xanh đen là 105 ngàn luôn á. Đó. Tiếp theo là đến cái chậu chậu lục giác lùn 45. Nó cũng là hoa văn giống cái lục giác lùn 55 thôi, nó có một loại hoa văn thôi là hoa văn cây tùng thôi. Nó chưa ra những hoa văn phúc lộc thọ. Lục giác lùn 55 thì nó sẽ lùn hơn cái bên này xíu. Cái này chắc còn tầm khoảng ba mấy á. Chiều cao luôn chân lên chắc tầm ba mấy á mấy anh chị. Ba mấy 40 gì đó ha. Thì phủ bì của nó là 45 cm. Nó là lục giác lùn hoa văn cây tùng. Giá của nó bây giờ là 1 triệu 3 bao ship tặng một lon sơn láng mịn Dofin luôn nha mấy anh chị. Đó, này là ba mẫu lục giác lùn. Hồi trước Tết em có quay clip sơn xong hết ba cái mẫu này em quay cho mấy anh chị coi rồi đó.
anh chị có thể kiếm lại clip cũ để coi khi sơn hoàn thiện, hoặc cuối clip để em chèn chèn thêm vô cho anh chị coi cho nó dễ. Rồi đó anh chị ha, thì em cũng đã báo sơ sơ về kích thước và cũng như giá của ba cái chậu lục giác lùn. Thì sắp tới em sẽ báo cái chậu mà mấy cái chậu lục giác cao cho anh chị luôn, từ nhỏ đến lớn luôn. Rồi sau này em có đổi sơn nhiều màu em sẽ quay tiếp cho anh chị coi. Thì giá này là giá 2021 em báo cho anh chị á. Lục giác lùng 65 phút lục thọ phối sen hoặc tùng là 1 triệu 9 bao ship tặng một lon sơn. Lục giác lùng 55 là 1 triệu rưỡi bao ship tặng một lon sơn. Lục giác lùng 45 là 1 triệu 3 bao ship tặng một lon sơn. Thì anh chị cần mua thì liên hệ hai số điện thoại trên màn hình cho em. Với lại hàng hóa thì vận chuyển thì ship code toàn quốc, anh chị nhận hàng thanh toán em anh chị. Mở ra kiểm tra hàng đầy đủ hết ha. Ví dụ như kiểm tra hàng mấy anh chị thấy thiếu mảnh gì á thì gọi báo lại em sẽ gửi bù cho anh chị luôn. Hoặc là nó có nứt mẻ gì quá nhiều á mà mình làm không được á thì cứ chụp hình gửi Zalo hoặc gọi báo lại cho em sẽ đổi lại tấm khác cho mấy anh chị. Nói chung là mấy anh chị nào mua hàng bên em nhiều thì quen rồi, còn mấy anh chị nào mới thì em thông báo mấy cái chính sách bán đổi trả hàng rồi đó cho mấy anh chị. Rồi anh chị nào mua thì vui lòng gọi hai số điện thoại trên màn hình cho em nha. Lục giác lùng 45 55 65. Rồi ok, anh chị nào cần mua thì vui lòng gọi điện thoại hay số điện thoại trên màn hình cho em nha mấy anh chị ơi. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này của em. Sắp tới em sẽ báo nhiều loại chậu năm 2021 là cho mấy anh chị dễ lựa chọn. Rồi em cảm ơn mọi người. Đây là chậu lục giác 55 dạng lùn nha mấy anh, để lên trưng bày mấy anh. Sơn giả đá granite tô nhũ vàng 24K hiệu OK, phủ bóng super clear nha mấy anh. Tết tết thì sơn màu đỏ rồi vô cho nó nổi mấy anh. Rồi ok, anh chị nào có mua khuôn chậu này hay mua sơn chậu kiển thì liên hệ em chèn hai số điện thoại trên màn hình ha. Cần nhiều cứ gọi hai số đó cho em.